Khoa Nhà đất Tiền Giang xin kính chào cô chú anh chị. Hiện tại Khoa đang có mặt tại chợ xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì sau lưng Khoa đây là cái tuyến đường mình đi ra chợ xã Tân Phú ha. Mình đi bộ 20m là mình tới chợ xã Tân Phú. Rồi thì hôm nay Khoa sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái sản phẩm thuộc mặt tiền lỗ đan 4m. Rồi để Khoa quay cái sản phẩm cho cô chú anh chị và cái thông tin đường đi ha. Rồi cô chú anh chị thấy cái tuyến đường xe chạy ha, thì đang mình hướng đó là xe đang chạy ra tỉnh lộ 87V. Thì mình đi ra tỉnh lộ đó, mình rẽ bên tay trái, mình đi bộ 20m, 10m thôi là mình đã tới chợ xã Tân Phú rồi. Khu vực này thì mình đi chợ thì mình đi bộ thôi. Đây ra tới tỉnh lộ 30m nè cô chú anh chị. Đường này đường công cộng 4m của mình luôn ha. Xe hơi mình tới đất mình thoải mái. Quý anh chị có thể mua cái lô đất này để quý anh chị làm nhà nghỉ dưỡng, quý anh chị kinh doanh mua bán hoặc đầu tư. Rất là tiện lợi. Thì khu vực quý anh chị thấy nhà cửa sát tỉnh lộ cho nên cực kỳ đông dân ha. Ở khu vực này trường học, chợ rất là gần ha cô chú anh chị. Nếu quý anh chị ở chợ gạo Gò Công, thành phố Hồ Chí Minh thì quý anh chị phải qua phà lên đến đất ha. Thì cái tuyến phà gần nhất để quý anh chị đi về đất là mình sẽ đi qua cái tuyến phà Rạch Dách để mà mình qua Gò Công Tây ha, rồi mình về các nơi quý anh chị cần đến của khu vực đất liền. Hoặc là quý anh chị có thể đi cái tuyến phà mà trung tâm huyện, đó là qua đường tỉnh 872 mình đi về Gò Công. Thì tuyến phà đó là tuyến phà Tân Long. Thì từ vị trí đất mình về phà Tân Long tầm khoảng 5 km. Rồi thì quay lại cái sản phẩm Khoa xin giới thiệu cho quý anh chị ha. Thì diện tích của nó là ngang 5, chạy dài 30m, trụ ranh giới cấm rõ ràng, thổ cư sẵn trên đất là 100m2. Đây vị trí cây trụ của mình hết cô chú anh chị. Đây là bắt đầu từ vị trí cây trụ mình, mình chạy qua mé bên đây. Đây vị trí cây trụ ranh là ngang 5m, chạy dài xuống thì có trụ ranh phía đuôi là chiều dài nó là 30m. Nền mình thì cô chú anh chị bơm cát sắp xỉ bằng lộ ha. Nền này bơm cũng lâu rồi nên đất cũng dẻ ha cô chú anh chị, mình vô là mình xây dựng các nhà được ngay ha. Nền đây, nền đất rất là dẻ. Đây vị trí cuối ranh đất của mình từ vị trí cái trụ này chạy qua anh đây là 5m, chạy dài qua anh kia, chạy dài ra đầu đường. Thì cái tuyến đường mình là cái tuyến đường thông nhiều ngã luôn ha cô chú anh chị. Đây đó, đó là cái tuyến đường đan mình thông nhiều ngã, mình vô lộ đê mình cũng có thể tẻ ra ngoài tỉnh lộ. Nhưng mà khu vực này thì quý anh chị đi chợ thì trường học thì sát bên rồi, ra ngoài tỉnh lộ khu vực Sầm Quốc đông dân. Tổng là 150m2. Trên đất là có sẵn thổ cư 100m2, sổ hồng riêng. Bao công chứng sang tên cho cô chú quý anh chị luôn. Với một cái giá cực kỳ mềm là 360 triệu. Đất đẹp, nền sẵn cao ráo, sổ hồng riêng, công chứng nhanh gọn. Nếu quý anh chị ở xa về có nhu cầu mình làm thủ tục công chứng nhanh gọn trong ngày thì đáp ứng được cho cô chú anh chị luôn ha. Mình ra thẳng trực tiếp của ủy ban xã, mình làm hồ sơ công chứng nhanh gọn cho cô chú anh chị luôn. Hoặc là quý anh chị ưng mảnh đất này có thể đến nhà mình xem, mình làm hợp đồng trao đổi, mình làm cọc. Rồi mình về mình hẹn ngày công chứng, mình chuẩn bị tài khoản, mình về hẹn ngày công chứng cũng được ha. Đây thì nói chung vị trí quá đẹp rồi. Mặt tiền mình đang quay về hướng Tây. Khu vực rất là đẹp. Rồi quý anh chị quan tâm cái thửa đất này thì cứ liên hệ trực tiếp cho Khoa qua số 033 444 7430 hoặc là 0766 450 076. Thì khu vực này thì điện nước đầy đủ ha, điện nước đầy đủ, wifi hết, điện kéo tới nhà cho cô chú quý anh chị luôn. Quý anh chị yên tâm về vấn đề mà mình xây dựng ha, thoải mái, thổ cư mình có sẵn luôn. Thì Khoa cũng có nhận ký gửi nhà đất toàn huyện Tân Phú Đông, chợ gạo Gò Công Tây. Thì cứ kết bạn Zalo cho Khoa qua số Viettel 0334 7430 để mà trao đổi và gửi các thông tin sản phẩm nhà đất cần bán ha. Đây thì quá đẹp rồi. Ra chợ
ủy ban, trường học rất là gần luôn. Vị trí đẹp, mình kinh doanh, mình mua bán cũng được ha. Thì đó, quý anh chị thấy căn nhà mà đó là mình đang kinh doanh mua bán nước ha. Khách khứa, khách hàng cũng rất là đông. Rồi, khoa dẫn quý anh chị ra ngoài tỉnh lộ 877B ha, để cho quý anh chị thấy cái khu vực này, chợ, nhà cửa đông đúc cho cô chú quý anh chị thấy luôn ha. Đây, mình đi bộ ra mình tiếp giáp với tỉnh lộ 877B. Đây, quý anh chị thấy chợ xã Tân Phú ha. Khu vực ở đây thì nhà cửa, tại khu vực chợ thì nhà cửa rất là đông, cô chú quý anh chị thấy ha. Hướng này thì mình đi thẳng về tuyến phà Bình Ninh. Nếu quý anh chị ở chợ gạo thì đi tuyến phà Bình Ninh là gần nhất để đến đất. Chợ gạo Mỹ Tho thì mình đi tuyến phà Bình Ninh ha. Đây lên tuyến phà Bình Ninh tầm khoảng 10 km hả cô chú anh chị. Còn hướng ngược lại theo tay khoa chỉ, đây là mình đi về trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông, tầm khoảng 5 km. Mình đi tuyến đường phà Tân Long, đường tỉnh 8772 ra Gò Công, cũng về thành phố Hồ Chí Minh, thuộc khu vực Gò Công và Gò Công Tây. Còn mình trịch lên đây 40 m, đây là có một cái tuyến phà rạch dách. Tuyến phà rạch dách thì mình qua cũng ngay thẳng Gò Công Tây luôn ha. Xe hơi thì quý anh chị đi hướng nào mình cũng qua được hết, đi phà lớn hết. Rồi, khoa kết thúc video đây ha. Cảm ơn cô chú quý anh chị rất nhiều nha.